Vừa thành tiên thần con cháu cầu ta đăng cơ chương 410, giá trị hương hỏa hoàng triều, yêu tộc tụ thế, hai. Đạo tổ, thiên hải gần đây xuất hiện tung tích của khí vận hoàng triều, có khí vận hoàng triều để mắt tới thiên hải, chắc chắn sẽ phát sinh xung đột cùng đại cảnh. Trương Anh cẩn thận từng ly từng tí nói. Thương Trường Sinh không có lên tiếng. Trương Anh tiếp tục nói. Căn cứ kỳ duyên thương hội điều tra, hoàng triều cách long mạch đại lục gần nhất chính là Phụng Thiên hoàng triều phụng thiên hoàng triều thành lập hơn ngàn năm hùng bá hai phe đại lục nội tình võ giả khó có thể tưởng tượng trước đây ít năm phụng thiên hoàng triều còn đã thu phục được kiếm đình kiếm đình có thể là môn phái kiếm đạo đệ nhất của vùng biển phụ cận kiếm đình khương trường sinh mở to mắt kiếm thần cũng quăng tới ánh mắt trước đó kiếm đình còn tới mời chào qua kiếm thần nhưng cuối cùng kiếm chủ cũng không có tự mình đến đây bọn hắn đều sắp quên này việc chuyện Thương trường sinh yên lặng hỏi thăm ở trong lòng. Phụng thiên hoàng triều mạnh bao nhiêu? Cần tiêu hao 32018070 giá trị hương hỏa, có tiếp tục hay không? Không. 3.000 vạn giá trị hương hỏa, quả nhiên mạnh mẽ. Bất quá 3.000 vạn chứa nước cực lớn, bởi vì số lượng võ giả vận triều vượt xa Tông Môn. Tông Môn là đi con đường Tinh Anh, vận triều Hải Nạp Bách Xuyên. Mặt khác, giá trị hương hỏa bản thân thế lực lớn bắt đầu xuất hiện số lẻ chẳng lẽ hệ thống mạnh hơn, trở nên kỹ lưỡng hơn? Khương Trường Sinh tò mò suy nghĩ, sau đó tiếp tục ở trong lòng hỏi thăm. Đại cảnh bây giờ mạnh bao nhiêu? Cần tiêu hao không giá trị hương hỏa, có tiếp tục hay không? Không. 193 vạn giá trị hương hỏa, khoảng cách thật lớn, bất quá cũng như thường, thần tâm cảnh cũng chỉ có mấy trăm giá trị hương hỏa, thần nhân càng mới qua 2.000. Đại cảnh chứa nước đủ lớn, bởi vì bây giờ địa vực thật sự bao la, chiều dài nằm ngang vượt qua 30 vạn dặm, số lượng bách tính nhiều đến mấy chục ức, dưới tình huống phổ biến võ đạo, số lượng võ giả càng hơn trăm triệu, chẳng qua là đại bộ phận võ giả rất yếu. Cái này cũng có thể nhìn ra, mặc dù giá trị hương hỏa diễn toán thấp một chút, nhưng thực lực võ giả yếu nhất thấp hơn cả một điểm. Khương Trường Sinh không có hưởng thụ khí vận đại cảnh, cho nên không có bị tính toán ở bên trong, dịp tầm địch cũng giống như thế. Cái này cũng có thể nói rõ tầm quan trọng của cảnh giới võ giả. Là tông môn có giá trị bản thân 190 vạn, luận võ lực, tất nhiên mạnh hơn đại cảnh, bởi vì tông môn không có mấy chục ức phàm phu cùng số lượng khổng lồ võ giả cảnh giới thấp. Nếu như Khương Trường Sinh không ra tay, đại cảnh đối mặt Phụng Thiên có thể nói lấy trứng chọi đá. Trương Anh nói tiếp về tình báo của Phụng Thiên hoàng triều, nghe nói Phụng Thiên thiên tử cũng là động thiên cảnh, đây cũng là một chuyện lạ, không người biết được sao hắn lại làm được sau khi vận Triều Tấn Thăng làm hoàng triều, tuổi thọ của hoàng đế cũng sẽ gia tăng, nhưng vẫn có hạn chế, hoàng đế hoàng triều sống không quá 200 tuổi. Khương Trường Sinh lại nghĩ tới Đại Tề, Đại Tề mấy chục năm trước đã là khí vận hoàng triều, sau khi Tấn Thăng một mực rất điệu thấp, cũng không có bất kỳ tiếp xúc nào với Đại Cảnh. Hắn tính toán một thoáng, giá trị hương hỏa bản thân Đại Tề mới miễn cưỡng hơn trăm vạn, thấp hơn Đại Cảnh nhiều. Đại Tề dựa vào cái gì trở thành hoàng triều? khương trường sinh đột nhiên cảm thấy không thích hợp hắn mở miệng hỏi có thể để cho người điều tra một chút xem đại tề và phụng thiên có không liên hệ hay không trương anh sửng sốt theo đó nhíu mày nói ý của ngài là đại tề có thể là quân cờ của phụng thiên khương trường sinh nói mặc dù đại cảnh mạnh hơn nhưng đại cảnh chẳng qua là khí vận vương triều khí vận còn không bằng đại tề đại cảnh có ta ở đây phụng thiên không động vào đại tề lại nghĩ trước tranh phong cùng đại cảnh ngươi cảm thấy hợp lý trương anh như ở trong mộng mới tỉnh bừng tỉnh đại ngộ nói không trách trước kia thiên hải thương hội muốn vào đại tề bị từ chối nguyên lai like, đại tề đã tiếp xúc cùng vùng biển khác ta hiện tại đi phân phó người điều tra hắn vội vàng hành lễ quay người rời đi luận năng lực tình báo trên biển đại cảnh kém xa kỳ duyên thương hội thật ra khương trường sinh có thể dùng hương hỏa diễn toán nhưng giá trị bản thân kỳ duyên thương hội trăm vạn quá mắt không đáng Xem ra đại cảnh lại sắp náo nhiệt Kiếm thần cười ha hả nói Từ lần trước chinh chiến Đông Hải Vương Triều Hắn cũng bắt đầu chờ mong đại cảnh gặp được đối thủ mạnh hơn Như thế thì hắn cũng có thể luận bàn với cường giả Tập võ cũng không thể chẳng qua là luyện không Vẫn cần phải luận bàn Dịp tầm địch nói Phụng Thiên Hoàng Triều ở vào vùng biển bao la hướng Đông Long Mạch Đại Lục Ta trước kia muốn đi sông Sáo Đáng tiếc quá xa Đằng sau Phụng Thiên nếu có nhị động thiên tam động thiên ra tay, ta nguyện ra tay chiến một trận. Khương Trường Sinh không có lên tiếng. Mặc dù Diệp Tầm Địch có ý tốt, nhưng không nhường được. Trong lúc rảnh rỗi, Khương Trường Sinh quyết định tiếp tục diễn toán cường độ thiên hạ đã biết. Người mạnh nhất bên trong phạm vi hệ thống đã biết cuối cùng đột phá ngàn vạn giá trị hương hỏa, còn mang theo một ít số lẻ, quỷ biết ở đâu. Người mạnh nhất vùng biển phụ cận tăng lên tới 300 vạn, cũng không biết phải chăng là đi ngang qua trước mắt, hệ thống vẫn không tính được tới yêu tộc chí tôn cùng Thánh Triều. Khương Trường Sinh đột nhiên hoài nghi chẳng lẽ khí vận Thánh Triều quá mức mạnh mẽ, dẫn đến hệ thống trước mắt không thể phân tích. Có khả năng này. Tốc độ hệ thống dò xét cũng không chậm, bất quá tự hồ liên kết với thực lực của hắn, hắn càng mạnh, năng lực dò xét càng mạnh. Xuân đi thu đến, 5 năm trôi qua. Thuận Thiên năm 26. Bên trong 5 năm, đại cảnh cũng không có phát sinh xung đột cùng phụng thiên hoàng triều đại cảnh vội vàng khuếch trương bản đồ hải dương bây giờ số lượng hải đảo bị chiếm đoạt đã vượt qua 500, đi qua 5 năm tích lũy số lượng thuyền biển của đại cảnh đã đi đến con số cực kỳ khổng lồ mà võ lâm càng hiện ra rất nhiều nhân vật phong vân một đêm này trong mộng cảnh mộ linh lạc nói cho khương trường sinh một sự kiện trường sinh ca ca ta muốn rời khỏi thánh phủ gia tộc bảo ta trở về bởi vì yêu thú thần cổ đại lục bắt đầu tụ thế tình huống không ổn thánh phủ đồng ý để ngươi rời đi sao khương trường sinh hỏi yêu thú thần cổ đại lục cũng bắt đầu tụ thế điều này nói rõ thánh triều sắp chịu không được thậm chí đã bại trận mộ linh lạc gật đầu nói từng sư phụ đã phê chuẩn không chỉ là ta đệ tử khác cũng chuẩn bị về gia tộc của mỗi người bầu không khí bên trong thánh phủ hết sức không thích hợp sư phụ cũng thường xuyên thở dài ta suy đoán thánh phủ có thể muốn giải tán giải tán Khương Trường Sinh nhíu mày, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, không nghĩ tới Thánh Phủ sẽ đi đến một bước này. Mộ Linh Lạc đã là kim thân cảnh, theo Thánh Phủ trở về, nên không có vấn đề. Thuyết phục mộ gia rời đi đi. Khương Trường Sinh nghiêm túc nói. Mộ Linh Lạc một mặt sầu lo, nói. Ta cũng nghĩ như vậy, ngay cả Thánh Phủ đều gánh không được, lưu lại thần cổ đại lục, hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng qua không biết nên đi về phía phương nào. Nàng lúc đầu còn muốn làm ra cống hiến cho Thánh Phủ, bây giờ xem ra, là mình cả nghĩ quá rồi, Thánh Phủ đợi không được nàng cuộc khởi. Khương Trường Sinh nói. Hướng Bắc, tìm kiếm Thiên Hải. Thiên Hải càng nổi danh hơn Long Mạch Đại Lục. Mộ Linh Lạc tò mò hỏi. Trường Sinh ca ca, ngươi tại Thiên Hải. Không ở Thiên Hải, nhưng ở gần Thiên Hải, Thiên Hải tên thuận tiện cho các ngươi tìm hiểu, bất quá chỉ cần các ngươi ra biển hướng Bắc, một đường tiến lên mặc dù lệch hướng đi, ta cũng sẽ nhắc nhở ngươi. Từng, chờ ta về đến gia tộc thương lượng cùng gia gia, việc này không phải ta có thể quyết định. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, lần này, bọn hắn không có luận bàn, mộ linh lạc cũng không có tâm tình luận võ. Khương Trường Sinh mở to mắt, hiện tại vẫn là đêm khuya, trong đình viện chỉ có ánh lửa dưới dược đỉnh chiếu rọi hoàn cảnh, dịp tầm địch, kiếm thần ngồi tĩnh tọa ở trên mái hiên, bạch kỳ ghé vào bên cạnh hắn, hoàng thiên, Hắc Thiên thì đi ngủ bên cạnh dược đỉnh. Hình ảnh như thế tươi đẹp cỡ nào? Hắn còn có thể nghe được tiếng phồn hoa trong kinh thành. Trong lòng của hắn sinh ra một tia lo âu, kia chính là lúc yêu tộc đột kích, hắn không bảo vệ được đại cảnh, chỉ có thể mang theo một số người chạy trốn. Bất quá cảm giác sầu lo này rất nhanh tan biến, so với việc buồn lo vô cớ, không bằng nỗ lực tu luyện. Đại Tề, biên cảnh phương nam. Khắp núi khắp đồng đều là binh sĩ thi thể yêu thú một tên tướng quân mặt giáp cưỡi liệt mã máu me khắp người tiến lên trên chiến trường đi theo phía sau là một đám kỵ binh từng người đều bị thương theo tướng quân không ngừng tiến lên càng ngày càng nhiều thương binh chạy đến cùng hắn tụ hợp tướng quân chậm rãi ngẩng đầu ánh nắng chiếu xuống trên mặt hắn hắn chính là đại tề hoàng tử tề hằng mặt mũi tề hằng tràn đầy mỏi mệt nhưng hắn ánh mắt tràn ngập liệt diễm có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực một thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào phía trên núi thấy phía trước hắn người kia thân mang váy dài lụa mỏng tím xanh dáng người thước tha có hai búi tóc trên búi tóc cắm nghiêng một nhánh trâm gài tóc vàng ngọc mặt mang sa mỏng lộ ra thần bí nhưng khí chất như là tiên tử hạ phàm ngươi đã chứng minh mình ngươi có thể được tộc ta duy trì nữ tử nhẹ nói tề hằng nghe được lộ ra nụ cười tề hằng cắn răng nói ngụy cô nương hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy thành ý của gia tộc các ngươi Nghe vậy, Ngụy Cô Nương trả lời. Trong vòng nửa năm, Ngụy Gia sẽ đưa Điện Hạ 30 vạn đại quân, cùng với con cháu nhà họ Ngụy Hiệu Lực, trợ Điện Hạ đoạt được hoàng vị. Tề Hằng cười nói. Vậy bổn Điện Hạ trông mong đối đãi Ngụy Cô Nương thả người vọt lên, tấp tốc rời đi. Tề Hằng ngẩng đầu, nhìn lên vạn lý càng không trên trời, hắn lẩm bẩm. Phụ Hoàng, ngươi đang để đại tề làm cẩu, vậy hãy giao đại tề cho ta đi hắn nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tự phụ. Tháng 10, trong đình viện. Bạch Kỳ từ ngoài viện chạy vào, đi vào bên cạnh Khương Trường Sinh nằm xuống, cười nói. Chủ nhân, 18 vị tiểu gia hỏa kia càng ngày càng mạnh, có phải nên ban cho bọn hắn một cái tên vang dội hay không? 18 người nó nói tới chính là thiên tài mà Khương Trường Sinh lục soát tìm thấy, bây giờ số lượng đã đi đến 18 người, đều là tư thái tuyệt đỉnh, bây giờ đi theo Dương Chu luyện công, Phụng Dương Chu làm đại ca. Sau khi nhận lấy bọn hắn, Khương Trường Sinh không tiếp tục tìm kiếm thiên tài, võ phủ các châu khắp thiên hạ đã bắt đầu vận hành, càng ngày càng nhiều thiên tài sẽ bị đào móc, dù sao hắn cũng phải chừa chút nước canh cho hoàng đế đại cảnh uống. Khương Trường Sinh mở to mắt, lâm vào trong suy tư. Bạch Kỳ nói rất có đạo lý, ban cho một cái tên vang dội. Khương Trường Sinh chậm rãi nói. Cứ gọi Long Khởi thập bát tinh túc đi. Thập bát tinh túc về sau lại bổ 10 người, gom góp nhị thập bát tinh túc. Bạch Kỳ vuốt mông ngựa, thổi tên này đến trên trời, không còn ở trên mặt đất. Kiếm thần đang ở trên mái hiên ngộ kiếm nghe không nổi, nhưng lại không dám phản bác. Ánh mắt Khương Trường Sinh nhìn về phía Dương Chu, Dương Chu cùng thập bát tinh túc đang luyện công trên diễn võ Trường Long Khởi Sơn, 19 người hợp lại vây công Diệp Tầm Địch, mặc dù bọn hắn có thân pháp rất nhanh, cũng không đã thương được Diệp Tầm Địch. Bây giờ Dương Chu đã là thần tâm cảnh, chân khí mênh mông, đã có thể so với thần nhân, chẳng qua thân thể không thể đi đến cường độ thần nhân, vẫn không có đột phá. Không thể không nói, võ đạo thánh thể xác thực mạnh mẽ. Diệp tầm địch mỗi lần đánh Dương Chu trọng thương, thương thế Dương Chu đều có thể khôi phục nhanh chóng, chân khí theo đó tăng lên, Dương Chu thậm chí muốn lấy phương thức tự ngược mạnh lên, nhưng bị Diệp tầm địch từ chối. Theo Diệp tầm địch, không thể dùng nhiều loại ưu thế trời sinh này, làm sao có thể có người chỉ dựa vào bị thương vô hạn mạnh lên một khi thương tật tích lũy quá nhiều không sớm thì muộn sẽ bùng nổ khương trường sinh cũng đồng ý cái nhìn của hắn dù vậy dương chu tốc độ mạnh lên cũng hết sức khoa trương tuyệt đối được cho là đệ nhất thiên tài long mạch đại lục năm ngoái chân long tự chu tuyệt thế còn tới khiêu chiến dương chu kết quả không địch lại dương chu sau trận chiến kia danh tiếng dương chu truyền ra khắp võ lâm đại cảnh ai cũng biết Long Khởi quan xuất hiện một tên tuyệt thế thiên tài, chính là đồ đệ của đạo trưởng, nghe nói còn chiếm được đạo tổ chân truyền. Xem trong chốc lát, Khương Trường Sinh thu hồi tầm mắt. Hắn lần nữa vận dụng hương hỏa diễn toán. Vị cường giả bí ẩn đi đến 300 vạn giá trị hương hỏa không hề rời đi vùng biển phụ cận, đã chờ đợi mấy năm, đây cũng không phải dấu hiệu tốt. Mà cường giả Long Mạch Đại Lục cũng càng ngày càng nhiều, trừ hắn và dịp tầm địch, kiếm thần ra, vậy mà xuất hiện mấy vị cao thủ thần bí mười vạn giá trị hương hỏa trở lên, hắn quan sát qua, tất cả đều núp ở đại tề. Đại tề đang ngưng tụ sức mạnh. Mười vạn giá trị hương hỏa, chính là cánh cửa nhất động thiên. Mặc dù đại cảnh đã chiếm đoạt tam phương vận triều, nhưng đại tề cũng không có ý đầu hàng. Thiên hàng vương triều phía tây bởi vì địa thế vắng vẻ, điệu thấp, Bất quá người mạnh nhất bên trong thiên hàng vương triều vẫn chưa tới 5.000 giá trị hương hỏa, nói cách khác, thiên hàng đệ nhất nhân chẳng qua là kim thân cảnh. Khi Khương Trường Sinh đang đo đạt số liệu của các nơi, Thuận Thiên Hoàng đế trong ngự thư phòng đang nổi giận. Chúc tông môn trên biển này có ý gì, muốn bước trẫm cắt đất. Thuận Thiên Hoàng đế tức giận quát, ánh mắt hắn trừng lớn nhìn về phía Trần Lễ, Trương Anh, Đạo Thần cùng với ba vị đại thần khác đang đứng ở phía trước. Bên bàn đọc sách còn có một thiếu niên đứng, thoạt nhìn 15-16 tuổi, chính là Thái tử hiện thời, Khương Triệt. Trương Anh cao mày nói. Hẳn là ý tứ như thế, ngay cả kỳ duyên thương hội cũng bị uy hiếp, có cao thủ thần bí đang khiêu chiến các tông môn thiên hải, mong muốn thống nhất thiên hải. Những năm này, kỳ duyên thương hội một mực điều tra động tĩnh của Phụng Thiên, nhưng Phụng Thiên làm việc thần bí, thủy chung tra không được. Nhưng ta luôn cảm thấy người muốn thống nhất thiên hải có thể là vì Phụng Thiên hiệu lực, một khi thiên hải bị đoạt, lại thêm đại tề ở phía bắc, đại cảnh rất có thể bị vây công đạo thần tóc trắng xóa nói theo. Bệ hạ, Bạch Y gần đây vệ điều tra ra, chiến tranh giữa Đại Tề và Yêu Vương đã kết thúc, hai bên không có phân ra thắng bại, thuộc hạ lo lắng ở trong đó có kỳ quặc. Thuận Thiên Hoàng đế khẽ nói. Chẳng lẽ Đại Tề còn có thể bắt tay giảng hòa cùng Yêu Vương? Không đợi đạo thần trả lời, Thuận Thiên Hoàng đế mở lời. Để thiên sách quân chuẩn bị lên phía Bắc, chẳng không muốn bị động bị đánh, trước từng bước khuếch trương, chuẩn bị tiếp cận Đại Tề. Còn về thiên hải, trẫm chuẩn bị tìm một người thống nhất võ lâm thiên hải, đại cảnh tạm thời ăn không vô thiên hải, vậy an bài một người ổn định thiên hải. Trần Lễ hỏi. Bệ hạ, thiên hải cũng không phải long mạch đại lục, càng không cảnh đều không thể bình định thiên hải. Thuận Thiên Hoàng đế bình tĩnh nói. Triệt nhi, đi một chuyến long khởi quan, giúp trẫm cầu đạo tổ, để dịp tầm địch đi thiên hải một lần. Khương Triệt lĩnh mệnh rời đi. Thuận Thiên Hoàng đế nhìn về phía Trần Lễ, nói Trẫm chuẩn bị chỗ tổ chức thịnh hội võ đạo trên Đông Hải, chiến đấu giành võ lâm chí tôn, ngươi tới chuẩn bị, chọn địa điểm, tháng 6 sang năm chọn ra võ lâm đệ nhất nhân hiện thời. Võ lâm đệ nhất nhân có thể khai sáng thánh địa tại nơi đó, triều đình phụ trách bỏ vốn. Trần Lễ lĩnh mệnh Ánh mắt Trương Anh sáng lên, thầm nghĩ chiêu này quá xinh đẹp. Nhìn như là võ lâm luận võ, trên thực tế là muốn tập trung lực lượng võ đạo ở đông hải đề phòng phụng thiên đột kích đại cảnh có quốc lực mạnh mẽ nhưng võ lâm vẫn độc lập lợi dụng được của lực lượng này có thể đưa đến diệu dụng trong đình viện khương triệt quỳ gối trước mặt khương trường sinh khẩn trương nói ra thỉnh cầu của hoàng đế khương trường sinh nhìn cái bớt giữa mi tâm khương triệt trong lòng hơi có cảm khái khương triệt lớn lên biểu thị lại một thời đại sắp đến bạch kỳ dựa cầm vào sát móng vuốt cười ha hả nói. Thả Diệp tầm địch rời đi, nếu hắn chạy thì sao? Hắn là tù nhân nha. Khương Triệt xấu hổ, không dám ngẩng đầu. Diệp tầm địch mở mắt, khó chịu nói. Uy uy uy, ta chạy cái gì, ta ướp gì một mực đợi bên cạnh đạo tổ, con cho thối nhà ngươi, ít đi nhục nhã người khác. Ta không phải cẩu, mẹ nó ta là sói, ngân lan cao quý. Ngươi nhìn một cái ngươi bộ dạng của con lan kia. Bạch Kỳ kém chút tức chết, hết sức muốn bổ nhào qua, nhưng nó đánh không lại Diệp Tầm Địch. Khương Trường Sinh mở lời. "Diệp Tầm Địch, đi một chuyến đi, sau khi bình định võ lâm thiên hải trở lại chính là được, vừa hay nói cho thế nhân, ngươi vẫn còn ở đó." Diệp Tầm Địch thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Ta đây đi liền." Nhìn như bất đắc dĩ, trên thực tế trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn hắn đã tập được cửu thần đấu chuyển công mà đạo tổ truyền thụ cho đã sớm muốn đại triển quyền cước đây là cơ hội tốt hiện tại có thể động thân được dịp tầm địch đứng dậy cái gì cũng không thu thập tan biến tại chỗ khương triệt thở dài một hơi không giống với thuận thiên hoàng đế hắn còn không biết thân phận chân thật của khương trường sinh cho nên đối mặt truyền thuyết của đại cảnh hắn rất câu thúc khương trường sinh mở lời đứng lên đi nói cho ta một chút ngươi bình thường đang học cái gì khương triệt đứng dậy bắt đầu giảng giải sinh hoạt bình thường của mình hắn không mê vui giống như các huynh trưởng của thuận thiên hoàng đế có lẽ bởi vì tiền lệ khương thiên mẫn còn đó từ nhỏ thuận thiên hoàng đế cực kỳ nghiêm ngặt đối với hắn văn võ đều muốn hắn tìm hiểu rõ ràng trước giữa trưa luyện công buổi chiều đọc sách chạng vạn tối thì tu hành ngoại công thời gian mỗi ngày của hắn đều được an bài rất chặt khương triệt nói xong cuộc sống thường ngày của mình khẩn trương liếc nhìn Khương Trường Sinh, vừa đối đầu ánh mắt của hắn, bị dọa đến toàn thân run lên. Đối với Khương Triệt tự hạn chế, Khương Trường Sinh vẫn rất hài lòng. Bất quá tiểu tử này thiếu đi bá khí. Làm hoàng đế cũng không thể giống như vậy. Khương Trường Sinh nói. Từ mai, ngươi đi theo Dương Chu tập võ, rút ra thời gian trong hoàng cung, tới Long Khởi Sơn. Nghe vậy, Khương Triệt kinh hỉ, vội vàng bái tạ Khương Trường Sinh. Hắn đã sớm nghe nói võ công của Dương Chu, đi theo Dương Chu tập võ, không chỉ có thể mạnh lên, cũng là đang góp nhặt nhân mạch. Hắn tự nhiên hiểu rõ đạo tổ có ý tốt, trong lòng hết sức kích động. Chỉ cần được đạo tổ tán thành, vậy vị trí thái tử của hắn sẽ ổn. Tuy là thái tử, nhưng hắn một mực lo lắng. Từ khi đại cảnh lập quốc đến nay, đã có 140 năm, ngoại trừ cảnh nhân tông ra, không có một vị thái tử đăng cơ thành công, dân gian càng trêu chọc ai làm thái tử người đó không may. Hắn cần cù như thế là vì không muốn bị người ta chê cười. Hôm nay, hắn cuối cùng thu hoạch được một chút lòng tin. Khương Trường Sinh khoát tay, ra hiệu Khương Triệt lui ra, Khương Triệt hành lễ, sau đó rời đi. Đợi hắn xuống núi, Khương Trường Sinh mới cảm khái nói: "Kẻ này cũng là văn võ song toàn, đáng tiếc, thiếu một chút bá khí." Bạch Kỳ bất đắc dĩ nói: "Chủ nhân tốt của ta, hắn ở trước mặt ngài có thể có bá khí gì?" vậy là đúng mực rồi. Kiếm thần buồn cười, mặc dù hết sức đùa, thế nhưng lời nói là thật. Khương Trường Sinh lường Bạch Kỳ một cái, dọa Bạch Kỳ lạnh cống toàn thân, không còn dám nhiều lời. Khương Trường Sinh nhìn về phía Hoàng Thiên, Hắc Thiên, nói. Để hai tiểu gia hỏa này có rảnh đi tìm Khương Triệt chơi, như thế nào? Bạch Kỳ nghe xong, hiểu rõ ý hắn. Kiếm thần cảm khái nói. Như vậy xem ra, thuận thiên hoàng đế cũng không phải hoàng đế hạnh phúc nhất. Cùng nhau tập võ với Dương Chu, thập bát tinh túc, lại có thể thành lập hữu nghị với hai miêu yêu tiềm lực vô hạn, tương lai của Khương Triệt không thể đo lường. Không có cách, trợ đại cảnh, cũng là giúp ta. Khương Trường Sinh tự lẩm bẩm, sau đó nhắm mắt lại. Một bên khác, Khương Triệt nhanh chóng trở lại trong ngự thư phòng Hoàng Cung, kể lại những lời mình đã nói và chuyện đạo tổ phân phó cho Thuận Thiên Hoàng đế nghe. Thuận Thiên Hoàng đế mừng rỡ, cười to nói. Triệt nhi, không tệ, trẫm không có nhìn lầm ngươi, rất tốt, từ ngày mai, ngươi cứ đi theo Dương Chu tập võ, nhớ kỹ, mỗi lần đi Long khởi quan, mang theo điểm tâm cung đình cho đạo tổ, ngươi an tĩnh đi vào, đặt điểm tâm lên bàn liền rời đi, không cần quấy nhiễu đạo tổ. Nhi thần tuân mệnh. Khương Triệt cố nén kinh hỉ trả lời. Không đến mấy ngày, quyền quý toàn bộ kinh thành đều biết thái tử được đạo tổ ưu ái, trong lúc nhất thời, các quyền quý cùng cuộn sóng ngầm, những sĩ tộc giao hảo với hoàng tử khác dồn dập bắt đầu rút lui. Hoàng tử khác biết được việc này, có phẫn nộ, có thất vọng, có cao hứng. Thuận thiên năm 27, tháng 3. Dương Chu bước vào thần nhân, chân khí tăng vọt, kinh động toàn bộ long khởi quan, tốc độ hắn đột phá truyền ra toàn bộ võ lâm đại cảnh, khiến cho võ giả thiên hạ kinh hải. Một bên khác, mộ linh lạc đã trở lại mộ gia làm sao bây giờ, ta không tốt thuyết phục được Gia Gia, bởi vì như thế sẽ nói ra ngươi. Trong mộng cảnh, mộ linh lạc một mặt khó khăn nói. Khương Trường Sinh cười nói. Nói thôi, không có gì. Lúc trước không cho mộ linh lạc nói, là kiên kỵ thần cổ đại lục, bây giờ hắn đã đột phá tới đạo Pháp tự nhiên công tầng thứ 8, không sợ thần cổ đại lục. Mộ linh lạc nghe xong, mặt mày hớn hở, trong lòng cảm động, ôm lấy cánh tay Khương Trường Sinh, nói. Trường Sinh ca ca, ngươi thật sự quá tốt. Nàng cứ nghĩ Khương Trường Sinh là vì nàng mà đánh vỡ nguyên tắc, nàng há có thể không cảm động. Nàng bắt đầu nói về tình huống của mộ gia và thần cổ đại lục. Các nơi xuất hiện yêu vương, vương triều phạt yêu, tông môn cũng như thế, ngay cả mộ gia cũng liên tục gặp phải yêu thú tập kích, toàn bộ thần cổ đại lục đã đại loạn. Dĩ vãng có thánh phủ trấn áp yêu ma cường đại, nhưng theo cao thủ thánh phủ rời đi từng đám, không cách nào lại trấn áp yêu ma thần cổ đại lục chỉ có thể dựa vào chính mình đối mặt gia chủ mộ gia cũng có dự định rời khỏi thần cổ đại lục chẳng qua là trời đất bao la không biết nên đi về phía nơi nào bởi vì quan hệ của mộ gia đều ở thần cổ đại lục đúng rồi trường sinh ca ca nếu ta thuyết phục mộ gia rời đi có thể lại thu nạp một vài đồng môn cùng lên đường hay không mộ linh lạc hỏi khương trường sinh cười nói tự nhiên có thể bất quá lòng người khó lường ngươi cẩn thận một chút mộ linh lạc thở dài nói không có cách gần đây có không ít đồng môn ở thánh phủ đầu nhập vào ta gia tộc của bọn hắn đều bị yêu vương hủy khương trường sinh không nghĩ tới đã nghiêm trọng như vậy hắn lúc này thuyết phục mộ linh lạc nhanh động tác lên ngày thứ hai buổi chiều bọn hắn ở trong mộng gặp nhau mộ linh lạc lúng túng nói gia gia của ta không tin nói ngươi có thể cứu ta có thể hiện ra tuyệt học ở trước mặt hắn hay không? Khương Trường Sinh đang nghe truyện trên TV Audio CV cười nói. Tự nhiên không có vấn đề, để cho người mộ gia các ngươi tụ tập tại hậu sơn mộ gia. Mộ Linh Lạc hưng phấn gật đầu, sau đó rời khỏi mộng cảnh. Nàng mở to mắt, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Sao Trường Sinh ca ca lại biết hậu sơn mộ gia có khả năng dung nạp hết thảy tộc nhân? Vừa nghĩ tới Trường Sinh ca ca có thể cự ly xa cứu trợ nàng, nàng đã bình thường trở lại nàng đứng dậy tiến đến bái phỏng gia chủ mộ gia gia chủ mộ gia tên mộ huyền cương chính là ông nội của mộ linh lạc nghe nói việc này hắn mặc dù nửa tin nửa ngờ vẫn hiệu triệu hết thảy tộc nhân đi hậu sơn tiếng chuông mộ gia bị gõ vang quanh quẩn trong dãy núi hậu sơn mộ gia nơi này có một mảnh bình nguyên bị tu chỉnh thành chỗ luyện võ tầm mắt khoáng đạt số lượng lớn đệ tử nhảy ra từ trong dãy núi cũng có người từ bốn phương tám hướng bay tới. Mộ Linh Lạc đi theo Mộ Huyền Cương vào hậu sơn, rất nhanh, nàng đã nhìn thấy cha mẹ của mình. Đợi các trưởng lão bên trong gia tộc, Mộ Huyền Cương kể ra việc Khương Trường Sinh nói đến, lời vừa nói ra, tất cả mọi người phản ứng không đồng đều. Thật hay giả, Linh Lạc được quý nhân tương trợ. Nói bậy đi, còn biết báo mộng chi thuật. Không nhất định, Linh Lạc từ nhỏ đã nắm giữ võ học Mộ gia không có, chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói thông. Ta không tin, ta cũng phải nhìn một cái. Đối phương có thể có rắc tâm khác hay không? Mộ linh lạc đối mặt nghi vấn, vẻ mặt đạm mạc, đây là nàng thái độ dành cho tất cả mọi người trừ mộ huyền cương, phụ mẫu, khương trường sinh. Mẫu thân của nàng kéo nàng qua, thấp giọng hỏi thăm việc này. Mộ linh lạc nói. Chờ một chút mọi người sẽ biết được. Một bên khác, Khương Trường Sinh đang nhìn một màn này, hắn không có trước tiên ra tay, mà kiên nhẫn chờ đợi. Rất lâu. Đợi người nhà họ mộ đến đông đủ, chờ đến lúc thiếu kiên nhẫn, hắn xuất ra xạ nhật thần cung, vọt tới một tiễn về phía thần cổ đại lục, bên trong chân khí xen lẫn một tia thần niệm của mình. Quanh. Sương mù long khởi quan bị bắn thủng, có chút hùng vĩ, thế nhưng dân chúng đã thành thói quen, đều tưởng rằng đạo tổ đang tập võ, nếu long khởi quan không có động tĩnh, bọn hắn ngược lại lo lắng, sợ đạo tổ vứt bỏ bọn hắn, Bạch Kỳ tò mò hỏi. Chẳng lẽ thiên hải xảy ra chuyện rồi? Diệp tầm địch thật yếu. Kiếm thần nhíu mày, hắn đã lĩnh giáo qua sự mạnh mẽ của Diệp tầm địch. Lâu lâu trong đêm, bọn hắn đi đến chốn không người luận bàn qua, hắn hoàn toàn bị đè lên đánh. Dứt bỏ đạo tổ không nói, hắn thật cảm thấy Diệp tầm địch có tư thái vô địch. Thương trường sinh nhẹ giọng cười nói. Tự nhiên không phải, ta chỉ bắn một tiễn đến một đại lục xa xôi nào đó. Bạch Kỳ, kiếm thần càng thêm hoang mang, nhưng Khương Trường Sinh thu cung ngồi xuống, nhắm mắt luyện công. Hậu sơn mộ gia, các đệ tử nghị luận ầm ĩ, các trưởng lão đã truyền chuyện này ra, đại bộ phận đệ tử đều rất tò mò. Hai tay mộ huyền cương chống gậy, con mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Thân là động thiên cảnh, phạm vi hắn cảm giác cực lớn, hắn cũng không có cảm nhận được mặt khí tức cao thủ của khác. Một tên trưởng lão lại gần, đang muốn mở miệng. Oanh, một cổ uy áp kinh khủng buông xuống, cả kinh tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn thấy được một bàn rung động bọn hắn đến cả đời. Biển mây trên trời bị một cột sáng kim sắc xuyên thủng, nhất lên gió mạnh đáng sợ, phát động biển mây, hình thành vòng xoáy khổng lồ, mà bên trong kim quang mơ hồ xuất hiện một bóng người. Chính là bóng dáng của Khương Trường Sinh. Chân khí Khương Trường Sinh ngưng tụ thành thân ảnh cao trăm trượng, ở bên trong kim quang từ trên cao nhìn xuống, như thiên thần nhìn xuống chúng sinh đề phòng người khác cảm thấy là huyễn tượng hắn còn xen lẫn khí thế của mình khí thế có thể so với võ đạo thánh vương làm cả tộc mộ gia rung động một chút đệ tử cảnh giới thấp bị ép quỳ rạp dưới đất mộ huyền cương trừng to mắt toàn thân run rẩy thân là động thiên cảnh hắn cảm thụ sâu nhất hắn sống mấy trăm năm lần đầu tiên cảm nhận được uy áp mạnh mẽ như thế đối phương vượt xa tam động thiên mộ linh lạc si mê nhìn bóng dáng của khương trường sinh người xung quanh cũng không có bận tâm nàng, đều nghẹn họng nhìn trân trối nhìn lên không trung. Thần cổ gặp khó, mộ gia rời khỏi đại lục ra biển thuận theo hướng bắc mà đi, một đường hướng bắc, chờ đợi mộ linh lạc phân phó, lộ trình xa xôi, nhưng chỉ cần các ngươi có thể đến, ta sẽ bảo hộ mộ gia, để mộ gia bình an vượt qua nhân gian đại họa mà yêu tộc mang tới. Chuyến này vô cùng gian khổ, chưa chắc không phải một loại tôi luyện, có khả năng mấy chục năm, có khả năng trên trăm năm, chớ có dừng lại bởi vì yêu tộc chi kiếp sẽ bao phủ toàn bộ hải dương, nhìn các ngươi có thể thuận lợi đến. Giọng Khương Trường Sinh vang lên, ngữ khí không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tiếng nói vừa ra, cột sáng màu vàng kim tiêu tán, uy áp bao phủ giữa thiên địa không còn sót lại chút gì, nhưng biển mây trên trời còn duy trì hình vòng xoáy. Hậu sơn mộ gia yên tĩnh. Một lát, nhấc lên kinh thiên náo động. Là thật, là thật. Áp lực thật cường đại, đối phương chẳng lẽ là tiên thần. Khẳng định, ta chưa nghe nói qua võ giả có thể dùng phương thức như vậy xuất hiện. Hắn là có ý gì, hắn ở chân trời góc biển. Bóng người vừa mới xuất hiện là cái gì? Võ học của hắn sao? Trên đời nào có võ học như thế, hắn tất nhiên là tiên nhân. Các đệ tử hưng phấn nghị luận, theo thần cổ đại lục hỗn loạn, bọn hắn cũng lo lắng không thôi, hôm nay Khương Trường sinh mạnh mẽ mang cho bọn hắn hy vọng mộ huyền cương quay người nhìn về phía mộ linh lạc rung giọng nói linh lạc hắn là người hay là tiên mộ linh lạc bình tĩnh nói nếu là người há có thể xuất hiện ở trong mộng của ta nếu là người hắn há có thể từ chân trời góc biển cứu ta hai lần chỉ dẫn hướng đi cho chúng ta thật ra chúng ta không cần lo lắng hắn có rắp tâm khác theo ta thấy hắn sở dĩ báo mộng ta là bởi vì thiên tư của ta lời vừa nói ra các trưởng lão gật đầu đều cảm thấy hợp lý có lý do này lòng của bọn hắn càng thêm chân thật đúng vậy thiên tư của nha đầu này có thể nói là ngàn năm khó gặp kinh động tiên nhân cũng bình thường mộ huyền cương hít sâu một hơi trầm giọng nói tất cả mọi người thu dọn đồ đạc giữa trưa ngày mai giờ nhà hướng bắc ngoại trừ lâm hạo thiên lại có mộ gia đến đây đầu nhập vào khương trường sinh vừa lòng thỏa ý hắn bỗng nhiên lại suy nghĩ một phương án chờ yêu tộc đột kích hắn có khả năng hiệu triệu các tín đồ đến, từ đó hấp dẫn càng ngày càng nhiều võ giả gia nhập đại cảnh, trợ giúp đại cảnh bay lên. Bất quá phương án này vẫn không quá đáng tin cậy, tín đồ hương hỏa tụ tập không nhất định là chuyện tốt, bởi vì không ít tin đồ sở dĩ tín ngưỡng hắn, là hy vọng có thể đạt được vận may, của cải các loại, có người thậm chí hết ăn lại nằm, cả ngày dựa vào thắp hương nằm mơ ban ngày. Thật muốn thực hành, nhất định phải tiến hành sàng chọn, cũng thật phiền toái trong lòng Khương Trường Sinh bắt đầu diễn toán. Mộ gia của mộ linh lạc mạnh bao nhiêu? Cần tiêu hao 590.870 giá trị hương hỏa, có tiếp tục hay không? Không. Rất mạnh. Đặt ở vùng biển xung quanh Long Mạch Đại Lục cũng có thể coi là thế lực trên nhất lưu, còn về vô cực hải minh, đây chính là thế lực cấp độ bá chủ vượt ngang mấy vùng biển. Khương Trường Sinh nhắm mắt, chuyên tâm luyện công. Thiên Hải, phía trên một mảnh quần đảo, Hai bóng người điên cuồng va chạm, tốc độ cực nhanh, tựa như hai đạo sao băng đang không ngừng va chạm, nhấc lên sóng gió đáng sợ, để mặt biển cuốn lên sóng biển. Phía trên quần đảo có nhiều vô số kẻ võ giả đang xem chiến, đại đa số người có y phục giống nhau, rõ ràng là đến từ cùng một môn phái. Quanh thân dịp tầm địch lượng lờ lấy khí diễm màu trắng, mặt mũi hắn tràn đầy nụ cười kiệt ngạo, một quyền đánh bay đối phương, sau đó thăng thiên bay lên, thi triển hoang đạo thần nguyên công, ngưng tụ ra hoang bia to lớn, từ trên trời giáng xuống, đánh tới đối phương. Giao chiến với hùng hắn chính là một lão già mặc áo đen, tóc thưa thớt, thân hình mập lùng, giờ phút này hắn mười phần chật vật, áo bào tổn hại, khóe miệng mang theo vết máu, đối mặt hoang bia từ trên trời giáng xuống to lớn, hắn sợ thương tới tông môn, không thể không thi triển tuyệt học ngăn cản. Hắn giơ song trưởng đánh lên trên, chân khí hóa thành hai con hổ, một đen một trắng, cực kỳ tráng quan, hổ gầm bay lên, đối diện đụng vào hoang bia to lớn, Kết quả trong nháy mắt tiêu tán. Oanh. Hắc Y lão giả bị hoang bia to lớn đập trúng, lập tức không thể động đậy, hắn chỉ cảm thấy chân khí toàn thân ngưng kết, vô cùng khó chịu, hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Tầm Địch đứng trên hoang bia to lớn nhìn xuống hắn, chậm rãi nâng tay phải lên nón trỏ nhắm ngay hắn, nhất chỉ bắn ra một đạo kình khí, xuyên thủng bộ ngực của hắn. Hắc Y lão giả trừng to mắt, cảm nhận được khí tức tử vong. Đúng lúc này, hoang bia to lớn phá toái. Diệp tầm địch thu tay lại, nhìn hắn toàn thân run rẩy, mặt không chút thay đổi nói. Nhớ kỹ, thiên hải chỉ có một người có thể xưng bá, đó chính là ta. Dứt lời, hắn quay người rời khỏi. Gặp hắn rời khỏi, từng thần nhân bay lên, nâng hắc y lão giả. Hắc y lão giả nỗ lực bình phục tâm tình, lẩm bẩm nói. Hắn lại mạnh lên. Ở sau đó trong vòng mấy tháng, tên tuổi diệp tầm địch lần nữa danh chấn thiên hải đại đa số người thiên hải đều cứ nghĩ diệp tầm địch đã chết dưới tay đại cảnh đạo tổ không ngờ hắn còn sống khách sạn an tâm trương anh mang theo tông thiên vũ đi vào khách sạn tiểu nhị lập tức chào đón chiêu đãi đám bọn hắn hai người tìm tới một bàn ngồi xuống bắt đầu đàm luận về diệp tầm địch trương anh cảm khái nói xem ra diệp tầm địch đi theo đạo tổ học được không ít tuyệt học lực thống trị quá mạnh Nghe nói không ai có thể chống nổi trăm chiêu dưới tay hắn. Tông Thiên Vũ nâng chung trà lên, nói: "Đạo tổ xác thực thần thông quảng đại, người đi theo đạo tổ thủ hạ ra ngoài thì một người một mạnh hơn một người. Bình An, Khương Tiễn, Kiếm Thần, Diệp Tầm Địch." Trương Anh lại nghĩ tới Dương Chu, hắn có loại dự cảm, mấy chục năm sau, Dương Chu tiểu tử kia cũng sẽ danh chấn thiên hạ. Hai người trò chuyện về Diệp Tầm Địch trong chốc lát, Trương Anh hỏi: ngươi đã quyết định chưa tông thiên vũ gật đầu nói bây giờ đại cảnh đủ mạnh đã có người tiếp nhận vị trí của ta ta chuẩn bị một mình tìm kiếm võ đạo nhìn một chút có thể tìm được thời cơ thành tựu kim thân hay không đã từng làm võ lâm chí tôn đại cảnh lòng hướng về võ đạo của hắn chưa bao giờ biến mất trương anh lấy ra một tấm lệnh bài từ trong ngực nói đây là hải tông lệnh ngươi đi hải tông thử một chút đi hải tông không tham gia thế tục tranh đấu lại đi rất gần với võ đế đảo, đi hải tông tuy cầu võ đạo có tiền đồ hơn, cũng an toàn hơn. Tông Thiên Vũ cao mày nói. Lệnh này rất đắt. Trương Anh khoát tay nói. Giao tình của ta và ngươi, sao phải nói nhiều như vậy, ta là thương nhân, ta cũng là đang đầu tư, sau này ta có phiền toái, ngươi nhất định sẽ giúp ta, đúng không? Tông Thiên Vũ lộ ra nụ cười, đưa tay tiếp nhận hải tông lệnh, nói. Ta sẽ không khách khí hai người nhìn nhau cười một tiếng đợi tiểu nhị đưa lên thịt trụ thượng hạng trương anh nói lần nữa chờ ta thu thập một cánh tay đặc thù có thể làm cho võ công của ngươi tăng mạnh năm đó vì cứu tần vương khương dự tông thiên vũ gãy một cánh tay mặc dù chỉ có một tay thực lực võ đạo của tông thiên vũ cũng rất mạnh còn chưa gặp được địch thủ trong cùng cảnh giới tông thiên vũ trêu chọc nói ngươi cũng đừng tìm cho ta một cánh tay của yêu thú nha ta không muốn làm quái vật hắn thấy tận mắt những ví dụ như vậy ở trên biển có không ít vỏ giả thiếu cánh tay thiếu chân bắt đầu dùng thân thể của yêu thú có thể bộc phát ra thực lực càng mạnh cũng có xuất hiện bệnh trạng sống không bằng chết trương anh nâng chén cười nói ta làm việc ngươi yên tâm tiêu bất khổ đang lao bàn ở trong nơi hẻo lánh nghe bọn hắn thảo luận hắn bỗng nhiên sinh ra một kế vị gọi trương anh này đã tới khách sạn nhiều lần hay là đà chủ của thương hội có lẽ hắn có khả năng dựa vào Trương Anh thoát khỏi ma cuộc này. Tháng 8 Dương Chu đi theo các đệ tử Long khởi quan trở về, thịnh hội võ lâm đại cảnh kéo dài một tháng kết thúc, một kim thân cảnh cao thủ đoạt được thứ nhất. Tại đại cảnh bây giờ, kim thân cảnh càng ngày càng nhiều, nhưng càng không cảnh vẫn hiếm thấy như cũ, là thuộc về nhân vật cấp trấn triều. Không chỉ Dương Chu đi, thập bát tinh túc cũng đi theo đến, xem như mở rộng ánh mắt. Trở lại đến trong sân vườn, Dương Chu giảng giải cho đám người Khương Trường Sinh về lần thịnh hội này phấn khích ra sao, hắn cũng tham gia mấy cuộc tỷ thí, đoạt được xưng hào để nhất nhân phía dưới kim thân. Trên thực tế hắn cảm giác mình có khả năng chiến kim thân cảnh, chẳng qua không dám mạo hiểm, sợ quá rêu rao. Chu tuyệt thế, Ngọc Thanh Loan rất mạnh, nhất là Ngọc Thanh Loan, võ học của nàng cực kỳ bá đạo, may mắn ta nắm giữ cửu thần đấu chuyển công cùng hoang đạo thần nguyên công, lấy một địch hai, dễ dàng hạ gục bọn hắn, dương chu đắc ý cười nói sau trận chiến này chu tuyệt thế ngọc thanh loan không xứng đổi danh cùng hắn nữa bạch kỳ trêu chọc nói cảm giác hiện ra uy phong thoải mái chứ quá thoải mái đi chứ dương chu không che giấu chút nào hắn xem tất cả mọi người trong viện này là gia đình tự nhiên không cần giả bộ hoàng thiên bất mãn nói lần sau mang theo chúng ta đi với hắc thiên đi theo kêu gọi linh trí chúng nó dần dần thành thục càng ngày càng không chịu bạch kỳ quản giáo thường xuyên chọc bạch kỳ giận gần chết kia phải hỏi một chút đạo tổ có đồng ý hay không dương chu buông tay nói hoàng thiên hắc thiên làm bộ dáng đáng thương nhìn về phía khương trường sinh chúng nó không sợ trời không sợ đất chỉ sợ khương trường sinh khương trường sinh nói tu luyện thật tốt võ lâm thịnh hội lần sau có thể cho các ngươi đi gom góp tham gia náo nhiệt vừa dứt lời hai yêu miêu treo hò trong sân lại bắt đầu gà bay chó chạy. Khương Trường Sinh nhìn xem Dương Chu với dáng người thẳng tắp, trong lòng càng hài lòng. Tiểu lưu manh chợ bố lúc trước càng ngày càng có khí chất thiên kiêu, đây chính là người hắn tự tay đào móc và bồi dưỡng, khiến cho hắn hết sức có cảm giác thành công. Ngay cả thượng cổ võ giả chuyển thế Ngọc Thanh Loan đều không phải đối thủ của Dương Chu, xem ra không phải càng cổ lão thì càng lợi hại. Hắn bắt đầu chờ mong thập bát tinh túc cuộc khởi, thập bát tinh túc mặc dù không bằng Dương Chu, nhưng thiên tư cũng là tồn tại tốt 500 ở trên bộ đại lục, đây là không đơn giản, long mạch đại lục có nhân số tuyệt đối vượt xa 10 tỷ. Kiếm thần cũng đang cảm khái đạo tổ mạnh mẽ, đạo tổ không chỉ tự mình mạnh, đệ tử dưới gối hắn cũng rất mạnh, hắn cảm giác mình cũng tính như một nửa đệ tử của đạo tổ, hắn thậm chí coi đây là quan vinh. Thuận Thiên năm 28 Tháng 4 Hải quân đại cảnh bùng nổ xung đột với thế lực thần bí tại Đông Hải, Khương Tiễn bình an được điều tới tru diệt năm vị kim thân cảnh, tin tức truyền trở lại kinh thành, hoàng đế cũng không có kinh hỉ, ngược lại điều động càng nhiều cao thủ tiến đến. Thế lực có thể có được năm cường giả kim thân cảnh, tất nhiên không phải thế lực nhỏ, mà đã ăn thua thiệt như thế, tất nhiên không sẽ bỏ qua. Điềm báo trước chiến tranh đã xuất hiện. Phòng ngừa khương tiễn, bình an xảy ra chuyện, thuận thiên hoàng đế quyết định tự mình tiến đến, thuận tiện tu kiến thành trì Đông Hải. Sau đó lập thành đệ nhị thành gần với kinh thành, một khi phát triển sẽ tụ tập thêm càng nhiều võ lâm cao thủ, từ đó đề phòng Đông Hải tập kích. Khương Triệt 18 tuổi bắt đầu giám quốc, hắn đi lên con đường của cảnh nhân tông, chẳng qua hệ thống đại cảnh hiện nay càng hoàn thiện, nhân viên ba tỉnh rất nhiều, có thể giúp hắn xử lý càng nhiều chính vụ, cho nên hắn không có trì hoãn tập võ. Thuận Thiên hoàng đế đã không phải lần đầu tiên ngự giá thân chinh, quần thần, bách tính cũng không có lo lắng, ngược lại tràn ngập chờ mong. Vận triều chi tranh đã mở màn, Thuận Thiên Hoàng đế đã cho người ta tản ra tin tức vào dân gian, để người trong thiên hạ sớm biết được đại thế của thiên hạ. Nương tựa theo truyền tống trận, Thuận Thiên Hoàng đế cùng Thuận Thiên quân trong vòng 2 ngày tập thể đến Đông Hải, lại bỏ ra thời gian mấy ngày đi vào thành trì đang tu kiến ở Duyên Hải. Sau khi Khương Trường Sinh biết được việc này, cũng bắt đầu quan sát phương hướng Đông Hải. Sau nửa canh giờ, hắn thấy vô số kẻ thuyền biển ở trên một tòa đại lục cỡ nhỏ tại Đông Hải, số lượng lớn binh sĩ đang tu kiến thành trì trên đại lục bọn hắn nâng cao cờ xí có hai chữ phụng thiên quả nhiên phụng thiên hoàng triều đã để mắt tới long mạch đại lục thương trường sinh nhìn về phía đại tề ở phương bắc hắn không khỏi nhíu mày tề hằng do vong trần chuyển thế vậy mà đang tiến đánh hoàn thành mấy chục vạn đại quân bao vây hoàn thành trên trời còn có cao thủ kim thân cảnh đang giao chiến rất rõ ràng tề hằng chiếm cứ ưu thế Hắn thậm chí cảm nhận được khí tức của một càng không cảnh, cùng cưỡi ngựa sống với với tề hằng, còn là một nữ tử. Có chút ý tứ. Vong Trần muốn thượng vị. Lúc trước hắn suy đoán đại tề là nanh vuốt của Phụng Thiên, nhưng bây giờ có thế lực thần bí đến giúp đỡ tề hằng tạo phản, cái này khó mà suy nghĩ. Chẳng lẽ chi thế lực thần bí này đến từ Phụng Thiên Hoàng Triều? Cũng không nên nha. Còn có một loại khả năng, chi thế lực thần bí này không thuộc về Phụng Thiên Hoàng Triều, cũng không thuộc về đại tề. Khương Trường Sinh yên lặng quan sát, không có ý xuất thủ. Đại tề Hoàng Triều cũng không tạo được uy hiếp đối với đại cảnh, Khương Trường Sinh ra một tiễn đã có thể diệt đại tề, cho nên muốn xem một chút trò vui trước. Hắn xem trong chốc lát, thu hồi ánh mắt, sau đó vừa nhìn về phía mộ gia. Mộ gia đã ra biển, bọn hắn mua 127 chiếc thuyền biển, cùng nhau ra biển, 10 phần hùng vĩ, Khương Trường Sinh tính toán một thoáng, số lượng đệ tử của mộ gia vượt qua 10 vạn người. Xung quanh đội tàu có không ít cao thủ kim thân cảnh bay lượng, hộ giá hộ tống. Mộ Linh Lạc thì ở trong một chiếc thuyền biển luyện công, bởi vì Khương Trường Sinh, địa vị của nàng bây giờ rất đặc thù, không người dám quấy rầy. Dùng thực lực bọn hắn ra biển, thế lực bình thường căn bản không dám ngăn cản, lộ trình hẳn là dễ dàng hơn Lâm Hạo Thiên. Trung tuần tháng 8, Long khởi quan lại nên đón người khiêu chiến, muốn tiến vào mộ anh hùng, bất quá đáng tiếc, vẫn như cũ là thần nhân, ngay cả Dương Chu đều đánh không lại, nhưng đối phương đốt hết khí huyết, chết ở trước sơn môn long khởi quan, Thanh Nhi không thể không sai người đưa hắn đến dưới núi, mai tán trong núi rừng ở gần Võ Phong. Việc này lưu truyền rộng rãi, Võ Lâm Nhân Sĩ cũng ý thức được độ khó khi vào mộ anh hùng, nhưng cũng không có vì vậy ngăn chặn truyền thuyết của mộ anh hùng. Ngược lại trong lúc vô hình để mộ anh hùng càng có phân lượng trong lòng võ giả thiên hạ. Tháng 11, Đông Hải lại truyền tới chiến báo. Trong đình viện, Lý Mẫn đang hồi báo việc này. Điều tra rõ ràng, đúng là Phụng Thiên Hoàng Triều, đại cảnh sắp mở ra cuộc chiến cùng Phụng Thiên, bất quá Phụng Thiên cũng không có lập tức khai chiến, chẳng qua là có số ít võ giả tập kích thành trì duyên hải đại cảnh, tạo thành không ít thương vong, thậm chí xuất hiện càng không cảnh ra tay, để Hoàng đế mười phần tức giận. Lý Mẫn bất đắc dĩ nói, thực lực địch ta có khoảng cách quá lớn, mặc dù biết được là Phụng Thiên Hoàng Triều, Đại Cảnh cũng không biết nên ứng đối ra sao, chỉ có thể bị động phòng thủ. Phụng Thiên Hoàng Triều cách Long Mạch Đại Lục cực xa, đội thuyền của Đại Cảnh nhưng không có nhanh như của Phụng Thiên Hoàng Triều, Đại Cảnh thậm chí không rõ ràng vị trí của Phụng Thiên Hoàng Triều. Đối với cái này, Khương Trường Sinh không có cho ra ý kiến của mình, để thuận Thiên Hoàng đế tự mình đi cân nhắc. Lý Mẫn còn nói về Yêu Vương Phương Bắc, gần đây Yêu Vương đột nhiên mất tích, dẫn đến khu vực ở giữa Đại Cảnh và Đại Tề không có yêu thú thập vạn đại sơn chỉ còn lại có giả thú không có yêu lực, việc này có chút cổ quái. Khương Trường Sinh lập tức dùng thiên địa vô cực nhãn đi xem, quét rất lâu, cuối cùng nhìn thấy số lượng lớn yêu thú đang được yêu vương dẫn đầu tạo thành đại quân yêu thú tiến đến phía tây, đại quân liên miên gần nghìn dặm, quả thật rất hùng vĩ. Đạo tổ, ta muốn đưa tôn nhi ta đến Long khởi quan tập võ, ngài xem. Lý Mẫn thận trọng hỏi, từ sau khi thu được võ học của vô cực võ tôn, thực lực đệ tử Long khởi quan bắt đầu tăng trưởng rất nhanh, Lý Mẫn cũng nhìn thấy ở trong mắt. Khương Trường Sinh nghe xong, cười nói. Tự nhiên có thể, nhiều năm như vậy cũng vất vả ngươi, bất quá ngươi nói lời này ngược lại để ta nhớ tới gia gia ngươi, giống như đúc với năm đó. Lý Mẫn nghe thế vui mừng không xiết, nhưng nghe đến hắn lại có chút phiền muộn. Nếu không phải Lý Công Công, hắn há có thể có tạo hóa của hôm nay. Hắn cảm khái nói. Đúng vậy, Bất tri bất giác, ta cũng làm da da, trước kia không cảm thấy, từ sau khi có Tôn Nhi, đột nhiên cảm giác mình già rồi. Hai người bắt đầu hồi ức chuyện cũ. Bạch Kỳ nghe đến chán, đi ra ngoài tìm Hoàng Thiên, hắt thiên chơi. Sau khi Lý Mẫn rời khỏi, Khương Trường Sinh đứng dậy bắt đầu luyện đan. Thời gian thoáng qua. Thuận Thiên năm 29, tháng 5. Dịp tầm địch trở về. Lần này trở về, hắn có thể nói là hăng hái xem như hắn đánh ra khí thế bây giờ toàn bộ thiên hải đều họ diệp tên kia trước đó hoành hành thiên hải xác thực đến từ phụng thiên hoàng triều công lực nhị động thiên bị ta đánh cho gần chết đau khổ cầu xin tha thứ cam đoan sau này sẽ không tới nữa diệp tầm địch đắc ý cười nói dẫn tới dương chu điên cùng vuốt mông ngựa hoàng thiên hắc thiên cũng bắt chước theo kiếm thần tò mò hỏi phụng thiên hoàng triều điều động hắn tới diệp tầm địch đáp không sai, thiên tử phụng thiên phái ra năm vị động thiên cảnh, chuẩn bị thống nhất võ lâm các nơi, đợi thêm thiên tử phân phó, vị phụng thiên thiên tử này tính toán thật sâu, nếu trưởng khống võ lâm các nơi, lại kết thành đồng minh, rất dễ dàng hình thành đại thế, thậm chí có khả năng tiến hành kích động, nhiễu loạn vương triều. Bạch Kỳ kinh ngạc hỏi. Tùy tiện phái ra năm vị động thiên cảnh đến, phụng thiên hoàng triều có bao nhiêu cường giả động thiên? Diệp tầm địch nói. Ta hỏi qua, hắn cũng không rõ ràng, bởi vì Phụng Thiên Hoàng Triều còn đang trắng trợn mời chào thế lực ở Hải Dương, chỉ là hắn biết được đã có 10 vị. 10 vị động thiên cảnh, thật độc ác. Kiếm thần, Bạch Kỳ, Dương Chu liếu lưỡi. Khương Trường Sinh thì suy nghĩ một điểm khác, Phụng Thiên Hoàng Triều trắng trợn lôi kéo môn phái các phương, những môn phái kia có khả năng không tính ở trong giá trị bản thân của Phụng Thiên Hoàng Triều. Nói cách khác, Phụng Thiên Hoàng Triều có thể phát huy ra thực lực tuyệt không chỉ 3.000 vạn rất mạnh khương trường sinh bắt đầu chờ mong phụng thiên hoàng triều mạnh mẽ như thế có thể mang đến cho hắn sinh tồn ban thưởng bao lớn dịp tầm địch bắt đầu thổi phòng mình thi triển quá trình trần gia khí chỉ ha 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 trần gia khí chỉ đã danh dương thiên hải không sớm thì muộn trở thành tuyệt học đệ nhất thiên hải có lẽ còn có thể truyền đến phụng thiên hoàng triều bọn hắn chỗ nào biết được trần gia khí chỉ chẳng qua là võ học bình thường dịp tầm địch đắc ý cười nói lúc trước hắn biết được chân tướng của trần gia khí chỉ cũng hết sức kinh ngạc bất quá khi hắn cũng dọa người kiểu này hắn cảm giác hết sức thoải mái quá mẹ nó hăng hái kiếm thần thầm nói sau này ta cũng giả vờ dùng trần gia khí chỉ nhìn một chút sẽ tạo thành lực ảnh hưởng như thế nào tuyệt học danh chấn thiên hạ lại là võ học phàm phu bình thường nếu võ giả thiên hạ chạy theo như vịt hao hết thiên tân vạn khổ biết được chân tướng Kiếm thần luôn luôn có tính tình đạm mạc mà trong lòng cũng hiện nổi sóng. Tự hồ còn thật thú vị. Bạch Kỳ nghe xong mắt trợn trắng, thầm nghĩ lão tổ trần gia sắp nhảy ra ngoài từ trong mộ. Khương Trường Sinh cười nhìn bọn hắn nói chuyện phím, bất tri bất giác, dịp tầm địch cũng triệt để dung nhập vào bọn hắn, sau này cũng thường bạn với bọn hắn. Cuộc sống như vậy rất tốt. Khương Trường Sinh chậm rãi nhắm mắt, tiếp tục luyện công. Đông Hải, Thuận Thiên Thành Hoàng đế đang xây dựng hoàng cung tòa thứ hai, so với kinh thành mà nói, tự nhiên càng thêm đơn sơ, nhưng hắn không thèm để ý, bởi vì hắn sẽ ở chỗ này rất nhiều năm, còn có thể tiếp tục tu sửa. Giờ phút này, Thuận Thiên hoàng đế đang ở trong ngự thư phòng, cúi đầu nhìn bàn cát của Hải vực, dùng hạt cát màu lam, đây là đi qua thuốc đặc thù nhuộm mà thành. Khương Tiễn đứng ở đối diện Thuận Thiên hoàng đế, mày kiếm nhíu chặt, thụ nhãn giữa mi tâm không có mở ra một bạch y vệ bước nhanh tiến đến, trình lên một phong mật tính. Thuận thiên hoàng đế mở ra xem xét, theo đó nhíu mày, hắn mở miệng nói. Không ngờ đại tề lại muốn cùng chúng ta hợp lại đối kháng phụng thiên, như thế để trẫm không tưởng được. Khương tiễn nghe xong, hỏi. Tin được không? Thuận thiên hoàng đế đưa mật tính cho hắn xem. Khương tiễn cẩn thận đọc, sau khi xem xong tán tháng nói. Hoàng đế đại tề bày cách cục không sai, hắn đều phân tích rõ ràng lợi và hại, rất có thành ý. Thuận Thiên Hoàng đế nói, dựa theo chiến lược của hắn, Đại Tề và Đại Cảnh chia đều phụng thiên, sau đó lại quyết chiến tranh đoạt long mạch đại lục, người nào thua, người nào rút lui ra ngoài, ít nhất không có đánh chết, cũng xem như có lưu chỗ trống, đồng thời có thể được, cuộc chiến khí vận bách triều sao mà lâu đời. Đại Cảnh và Đại Tề xác thực có khả năng kề vai chiến đấu. Trẫm trước đó còn lo lắng Đại Tề là chó săn của Phụng Thiên, không ngờ vị tân hoàng đế này có quyết đoán như thế, dám khai chiến với Phụng Thiên." Khương Tiễn cười nói. "Hắn không phải đã nói rồi sao, nếu Đại Tề đầu hàng Phụng Thiên, vì sao không đầu hàng Đại Cảnh, nếu muốn tranh, vậy thì phải tranh về phía hy vọng, Đại Tề và Đại Cảnh chiến thắng Phụng Thiên, bọn hắn còn có hy vọng, nếu Phụng Thiên chiếm đoạt Đại Cảnh, dù một tia hy vọng thì bọn hắn cũng không có." Thuận Thiên hoàng đế cười nói. Trẫm bắt đầu tán thưởng hắn bất quá trẫm cũng sẽ không chủ quan, nếu như đại tề dám đâm sau lưng đại cảnh, trẫm nhất định khiến đại tề hóa thành luyện ngục nhân gian. Nói đến chỗ này, ngữ khí của hắn lộ ra vẻ quyết tâm. Sau khi đánh tan Đông Hải Vương triều, Thuận Thiên Hoàng đế hoàn toàn thay đổi, hắn đã không phải là tiểu hoàng đế cần phải khiêm tốn lúc trước. Thuận Thiên Hoàng đế quay người đi đến trước bàn, chấp bút viết thư, viết xong ấn lên ngọc tỷ, lại để cho Bạch Y vệ sắp xếp gọn mang đến đại tề. Vậy kế tiếp chính là cuộc chiến giữa Long Mạch Đại Lục và Phụng Thiên. Thuận Thiên Hoàng đế lạnh lùng nói, ánh mắt rơi vào một mô hình đại lục nhỏ trên bàn cát. Cảnh Nửa năm sau, Đại Cảnh và Đại Tề cùng nhau chiếu cáo thiên hạ, hai phe vận triều hợp lại đối kháng Phụng Thiên Hoàng triều đến từ hải ngoại, cũng tuyên bố Phụng Thiên Hoàng triều giả tâm xâm chiếm, từng trận chiến này là cuộc chiến bảo vệ đại lục. Thiên hạ chấn kinh Trước đó, tất cả mọi người nghĩ rằng đại tề và đại cảnh sắp mở ra cuộc chiến không ngờ hai phe vận triều lại hợp lại đồng thời phụng thiên chính thức đi vào trong ánh mắt của tất cả mọi người trên đại lục khương trường sinh biết được việc này hơi vui mừng bạch kỳ tấm tắt lấy làm kỳ lạ nói vị hoàng đế đại tề này không đơn giản ngọc nghiên giật đến đây bái phỏng gật đầu cảm khái nói không sai nói ra đây cũng là đại cảnh lần đầu tiên hợp lại cùng vận triều Trước đó Hồng Huyền Vương triều chẳng qua là giao hảo, nghe nói Đại Tề hoàng đế mới đăng cơ 2 năm nay, hơn nữa còn tiến hành nội chiến, vừa đăng cơ đã có phách lực như thế, nói thật, ta cũng bắt đầu có chút lo lắng cho đại cảnh. Diệp Tầm Địch khinh thường nói: "Không cần Đại Tề, đại cảnh cũng có thể đánh tan Phụng Thiên, ta và đạo tổ hợp lại, Phụng Thiên tính là gì?" Bạch Kỳ tức giận nói: "Vì sao muốn nhắc đến ngươi, không có ngươi, Phụng Thiên cũng không phải đối thủ của chủ nhân." Cẩu vật người, ta là nhị động thiên đó nha. Tứ động thiên đều chết trong tay chủ nhân, ngươi là thứ gì? Thấy một người một sói lại bắt đầu chỉ nhau, mọi người đã thành thói quen, chỉ có Ngọc Nghiên giật cảm thấy có chút kỳ lạ, không ngờ thiên hải đệ nhất nhân dịp tầm địch lại đi so đo với một con chó. Trong lòng Khương Trường Sinh cảm khái, nếu nói cho Bạch Kỳ biết, Hoàng đế đại tề chính là Vong Trần, nó sẽ có suy nghĩ gì? Được rồi, không thể quá sớm bại lộ việc này nếu để cho võ giả thiên hạ biết được hắn có thể nhìn trộm luân hồi vậy thì phiền toái hắn nhìn về hướng bắc thiên địa vô cực nhãn xuyên qua tầng tầng sông núi hắn thấy đại tề đang đóng quân ở phía bắc duyên hải xem ra hoàng đế đại tề cũng không phải nói xuân hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn xuất kích ra hải ngoại một mực đến hoàng hôn buông xuống ngọc nghiên giật cáo từ rời khỏi khương trường sinh đứng dậy chuyển động gân cốt trong lòng bắt đầu diễn toán người mạnh nhất trên long mạch đại lục trừ hắn ra và dịp tầm địch ra. Cần tiêu hao 610.000 giá trị hương hỏa, có tiếp tục hay không? Nhìn thấy dòng nhắc nhở này, Khương Trường Sinh nhíu mày. Nhị động thiên. Có cao thủ thần bí tiến vào long mạch đại lục, trong lúc mấu chốt, 89 phần 10 là địch nhân. Khương Trường Sinh bắt đầu dùng thần niệm cảm giác, rất nhanh, hắn cảm ứng được phương đông có khí tức cường đại hắn lập tức dùng thiên địa vô cực nhãn nhìn lại ngoài thuận thiên thành ở trên một bức tường do liên miên núi xanh hình thành tường thành ngăn cách đất liền và hải dương một bên khác của dãy núi đếm không hết binh sĩ đại cảnh đang huấn luyện bên bờ biển từng chiếc từng chiếc thuyền lớn nhỏ không đều biển đổ ở đó cũng có thần nhân luận bàn trên không trung trên một tòa núi cao không người phát giác đang có một nam tử ngồi bên vách núi một bên uống rượu một bên cuối xem sông núi tươi đẹp hắn có thân hình gầy gò y phục bình thường, nắm trong tay hồ lô rượu, cả người nhìn qua mười phần lôi thôi, mặt đầy râu ria, trên đầu mang theo mũ vải rách rưới. Hắn hừ hừ nói, thật náo nhiệt, mấy ngày nữa sẽ để cho các ngươi nóng náo lên. Vừa dứt lời, một con rết bò ra khỏi cổ áo của hắn, bò quanh ở trên cổ của hắn, mười phần khiếp người. Khương Trường Sinh thấy tên nam tử thần bí kia không có làm ác, tự hồ đang chờ cái gì, hắn cũng không có lập tức ra tay. Vào đêm, Khương Trường Sinh lưu lại một tôn phân thân, bản tôn thần không biết quỷ không hay rời khỏi Long Khởi Quan. Một ngày ngày đi qua. Nam tử Lôi thôi vẫn ở trên vách núi chờ đợi, rượu uống xong, hắn đi thành trì gần đó mua thêm rượu, không có người phát giác được hắn là võ giả, hơn nữa còn là cường giả nhị động thiên cảnh. Hắn cứ như vậy nghênh ngang ra vào thành, sau đó trở lại trên núi cao gần Duyên Hải chờ đợi. Trong ngự thư phòng. Tâm thần thuận thiên hoàng đế không yên. Đạo văn giữa mi tâm hơi nhói nhói, hắn đã từ trong miệng cảnh nhân tông biết được cái bớt của khương gia có khả năng báo trước nguy hiểm, cho nên hắn không cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Tất nhiên gặp nguy hiểm đang ẩn nút, hắn lập tức triệu kiến khương tiễn. Quả nhiên khương tiễn cũng có cảm thụ như vậy. Sau khi hai người hợp kế, khương tiễn tự mình dẫn tinh nhuệ thuận thiên quân bắt đầu tuần tra. Khi thuận thiên quân đi qua chỗ rừng núi của nam tử lôi thôi, nam tử lôi thôi cấp tốc trốn trong bụi cỏ thành công tránh thoát công pháp của hắn rõ ràng rất đặc thù có thể làm cho khí tức hóa thành hư vô mà thuận thiên quân không có khả năng tiến hành truy quét thoáng chớp mắt một tháng trôi qua ầm ầm tiếng sấm từ phía chân trời truyền đến chỉ thấy lôi vân cuồn cuộn theo hải dương cuốn tới dần dần bao trùm giải đất duyên hải nam tử lôi thôi ngẩng đầu lộ ra nụ cười tự nhủ cuối cùng cũng cho lão phu đợi đến sớm một chút xong việc về sớm nghỉ ngơi. đợi lôi vân bao trùng dãy núi, hắn như mũi tên nhảy lên ra núi rừng, chui vào trong lôi vân. trong lôi vân, hắn nâng hai tay áo, đếm không hết độc trùng từ trong hai tay áo bay ra, không có bay bao xa đã liên tục nổ tung, hóa thành sương độc tràn vào trong mây. hắn không có chú ý tới, sau lưng hắn có một người đang nhìn xem hắn, chính là khương trường sinh. chân khí hóa độc trùng, có ít đồ. khương trường sinh yên lặng suy nghĩ hắn đã xem thấu đối phương muốn làm cái gì nhưng hắn có thể cảm giác được loại độc này mặc dù kịch liệt nhưng cũng không có tính ăn mòn mãnh liệt loại độc này ngược lại tràn ngập hiệu quả tê liệt mãnh liệt khiến cho người trúng tử vong qua một hồi lâu nam tử lôi thôi thu tay lại hắn xoa xoa mồ hôi trên trán tự nhủ kém chút ép khô lão phu sau này trở về nhất định phải bảo thiên tử khen thưởng ta thật lớn hắn đang muốn rời khỏi một cánh tay đè lại bờ vai của hắn khiến cho hắn trừng to mắt. Hắn gần như là phản xạ có điều kiện ra tay, một khuỷu tay vung tới đầu Khương Trường Sinh. Trăng rắc. Khương Trường Sinh thuận thế đẩy gãy vai phải của hắn, để hắn đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, hai người đi theo kéo dài khoảng cách. Nam tử lôi thôi nhìn hầm hầm Khương Trường Sinh, thấy là một đạo nhân, hắn đang muốn tức miệng mắng to, nhưng một giây sau hắn đột nhiên suy nghĩ cái gì, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Ngươi là đạo tổ nam tử lôi thôi cắn răng hỏi Thương trường sinh mỉm cười nói không ngờ thanh danh của ta to lớn như thế sắc mặt nam tử lôi thôi tái xanh trong lòng thì tràn ngập hoảng sợ phụng thiên thiên tử sở dĩ điều động hắn đến đây chính là kiên kỵ đại cảnh đạo tổ muốn cho hắn dùng khí độc thần không biết quỷ không hay võ học hủy diệt quân đội đại cảnh để đại cảnh đạo tổ không kịp trợ giúp không ngờ đạo tổ vẫn tới hắn cố nén hoảng sợ tiếng tàn nhẫn hỏi Ngươi như thế nào tới chỗ này, ngươi làm sao phát hiện ta? Ti Châu cách nơi này sao mà xa xôi? Chẳng lẽ đạo tổ đã sớm trốn ở gần đó? Nếu như vậy, Ti Châu chẳng phải trống rỗng? Trong chốc lát, nam tử Lôi thôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng trước mắt hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi sát cục này. Khương Trường Sinh nói: "Thường cách một đoạn thời gian, ta đều sẽ kiểm tra một chút Long mạch Đại Lục, vừa hay phát hiện ra ngươi, chỉ có thể nói là thiên tượng hại ngươi." nếu võ học của ngươi có thể không dựa vào nước mưa, ngươi có lẽ thật đúng là có thể chạy thoát. Đối phương trong mắt hắn đã là người chết, cho nên không cần giấu giếm. Kiểm tra long mạch đại lục Nam tử lôi thôi không rõ hắn là kiểm tra như thế nào, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Ra tay đi, ta rất lâu không có đánh nhau, để ta hoạt động gân cốt một chút. Khương Trường Sinh đưa tay nói, nghe vậy, nam tử lôi thôi đã biết của mình chết chắc bất quá đạo tổ không ngờ lại không ngăn cản mưa sa vậy thì thật quá tốt đúng theo ý của hắn mặc dù hắn chết chắc nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ thiên tử sẽ không bạc đãi hậu nhân của hắn trái tay nam tử lôi thôi cầm lên hồ lô rượu dùng miệng mở ra nắp hồ lô sau đó uống một hơi cạn sạch ném hồ lô rượu hướng xuống đất quát vậy để nhường lão phu lãnh giáo một chút đại cảnh đạo tổ lợi hại xem trần gia khí chỉ của ngươi có thể ra một chỉ tru diệt lão phu hay không Bánh hắn đột nhiên lao thẳng tới khương trường sinh chân khí nhị động thiên bùng nổ phát động lôi vân ầm um, ầm um, phanh hai người giao chiến trong lôi vân mưa sa theo đó hạ xuống rửa sạch thiên địa che giấu tiếng vang bọn hắn chiến đấu khương tiễn mang theo thuận thiên quân trở lại quân doanh mưa sa mưa như trút nước hắn đứng ở doanh trướng trước cửa ngước nhìn dông tố đầy trời nỗi lòng đầy lo lắng thụ nhãn giữa mi tâm hắn mở ra Mơ hồ bị đau để tâm tình của hắn càng sốt ruột Bịch Binh sĩ cách đó không xa đang bưng một bát cơm chạy bỗng nhiên ngã xuống đất Khương Tiễn cho rằng hắn ngã sắp, không có để ý Nhưng qua mấy tức, đối phương vẫn không có đứng lên Hắn đang muốn đi qua xem xét Binh sĩ trên từng tòa tháp quan sát ngã xuống Những binh sĩ chờ đợi trước doanh trướng cũng liên tục ngã xuống đất Xảy ra chuyện gì? Không biết, chẳng lẽ trúng độc? Có người hạ độc trong cơm trưa Ta Cứu ta A tứ, ngươi mau tỉnh lại Khủng hoảng cấp tốc lan tràn Khương tiễn cấp tốc đi đến trước mặt một binh lính Dùng linh khí bản thân chữa thương Ngay sau đó hắn cảm nhận được một cổ độc tính cường đại Vọt thẳng đánh tan chân khí của hắn Sắc mặt hắn kịch biến Hắn lần đầu tiên cảm nhận được độc tính như thế Đến cùng xảy ra chuyện gì Cùng lúc đó Thuận Thiên Thành cũng bị mưa sa tập kích Số lượng lớn bách tính té xỉu ngay cả thái giám cung nữ trong hoàng cung cũng đều liên tục ngã xuống đất thuận thiên hoàng đế nhíu mày nhìn về phía biển mây hắn bay lên bay lên một chưởng vỗ ra khí vận chân long bay lên xuyên thủng lôi vân nhưng không thể đánh tan lôi vân vô biên vô tận mưa sa tưới ở trên người hắn hắn bỗng nhiên cảm giác tứ chi run lên quả nhiên là nước mưa có độc hắn nhìn ra xa lôi vân bao trùm không biết bao nhiêu dặm mấu chốt nhất là quân doanh đại cảnh cũng bị che kín. Hắn suy nghĩ cái gì, sắc mặt kịch biến, trong mắt lần đầu toát ra vẻ sợ hãi. Xong. Trong lôi vân. Khương Trường Sinh bóp lấy cổ nam tử lôi thôi, một mặt tiếc nuối mà hỏi. Ngươi chỉ có chút thực lực ấy à, so với dịp tầm địch thì quả thật kém xa. Gân cốt trên người nam tử lôi thôi đứt từng khúc, máu me đầy mặt, hắn chật vật lộ ra nụ cười, cười đến vô cùng dữ tợn, nói đại cảnh đạo tổ sát thực mạnh mẽ bất quá lão phu không có bại có quân đội bách tính đại cảnh chôn cùng lão phu đi chuyến này đáng giá khương trường sinh nói ngươi suy nghĩ nhiều chỉ một mình ngươi chết nam tử lôi thôi cười to kết quả động đến thương thế kịch liệt ho khan dòng máu không ngừng chảy ra trong miệng đạo tổ ngươi thật sự à ngu xuẩn độc của ta đã theo nước mưa bao phủ thiên địa Mưa sa nay đã rơi xuống một hồi lâu, đã trung phải độc của lão phu thì đại la thần tiên cũng giải không được. Ha 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 ha, đạo tổ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi quá tự phụ, chờ toàn quân đại cảnh bị diệt, đại cảnh như thế nào đấu với phụng thiên. Một mình ngươi sao có thể thủ hộ toàn bộ đại lục. Thúc thần lăng bên hông khương trường sinh bay lên, cuốn lấy nam tử lôi thôi. Hắn nhẹ giọng cười nói. Ta sẽ để ngươi xem một chút thủ đoạn của đại la thần tiên. Còn người nam tử lôi thôi co rụt lại, vừa muốn nói chuyện, thúc thần lăng đã cuốn chặt miệng của hắn. Khương trường sinh nâng lên hai tay, hai tay đẩy về hai phía, trong chốc lát, lôi vân đầy trời bị lực lượng khủng bố vô hình xua tan, bão tố bao phủ giữa thiên địa biến mất không còn tăm hơi, ánh nắng theo đó vương vãi xuống. Nam tử lôi thôi trừng to mắt, không dám tin vào hai mắt của mình. Khương trường sinh tinh thông hô phong hoáng vũ, tự nhiên cũng có thể xua tan lôi vân, linh lực mang theo gió đánh lôi vân đầy trời sơ sát, khiến nước mưa bốc hơi, độc khí hòa vào nước mưa cũng bị linh lực tiêu diệt. Phạm vi ngàn dặm bầu trời có lôi vân bỗng nhiên tản ra, như đêm tối đột nhiên biến thành ban ngày, để những võ giả, bách tính còn sống dồn dập thăm dò quan sát. Nam tử lôi thôi ở gần nhất cũng rung động nhất. Trong ánh mắt của hắn, Khương Trường Sinh giống như đang xé mở bầu trời. Làm sao có thể? Hắn là người hay là quỷ? hắn nói thủ đoạn của đại la thần tiên chẳng lẽ hắn chính là đại la thần tiên trong lòng nam tử lôi thôi tràn đầy sợ hãi bất quá vừa nghĩ tới mưa độc rơi xuống lâu như vậy ít nhất đã tạo thành thương vong cực lớn khương trường sinh bỗng nhiên mang theo hắn hạ xuống trong quân doanh đại cảnh duyên hải hoàn toàn tĩnh mịch khương tiễn dùng hai tay chống tam tiên lưỡng nhận đau muốn nói lại thôi cơn buồn ngủ mãnh liệt khiến cho hắn muốn nhắm mắt nhưng hắn rõ ràng một khi nhắm mắt hắn sẽ bỏ mình Mơ hồ trong ánh mắt, hắn thấy từng người từng người tướng sĩ ngã xuống, trong lòng hắn lần đầu tiên tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết thiên sách quân, thuận thiên quân xong đời. Đây chính là quân đội cường đại nhất của đại cảnh. Gia gia. Khương Tiễn quỳ một chân trên đất, trong miệng hữu khí vô lực lẩm bẩm. Thời khắc sinh tử, hắn nghĩ tới gia gia của mình, mặc dù gia gia không ở chỗ này, nhưng hắn chỉ có thể giấu kỳ vọng này trong lòng, hy vọng Gia Gia có thể nghe được tiếng mình kêu gọi. Một hồi tia sáng xanh làm vương vãi xuống, chiếm hết ánh mắt mơ hồ của hắn. Hắn mơ hồ thấy một thân ảnh đang rơi xuống trước mặt hắn, thân ảnh quen thuộc lại mơ hồ. Hắn biết mình chết chắc, đã bắt đầu xuất hiện ảo giác. Một ngón tay bỗng nhiên điểm ở trên trán của hắn, một cổ lực lượng ấm áp mà thoải mái trùng kích gân cốt bách hắn hải, thức tỉnh chân khí của hắn, Ánh mắt của hắn theo đó trở nên rõ ràng. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, ánh nắng chói mắt khiến cho hắn không cách nào thấy rõ hình dáng của đối phương, nhưng hắn trong nháy mắt nhận ra đối phương. "Dạ." Hắn vừa muốn mở miệng liền bị tay Khương Trường Sinh đè chặt miệng. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, không thể gọi thẳng gia gia nên xưng là sư tổ. Khương Trường Sinh buông tay, thả người vọt lên. "Các ngươi chớ hoảng, ta sẽ cứu chữa tất cả mọi người." Âm thanh của Khương Trường Sinh vang vọng toàn bộ quân doanh đại cảnh, thanh quan hóa thành vô số điểm sáng, vẫy vào trên người tất cả tướng sĩ bị độc chết trong quân doanh. Những tướng sĩ còn chưa trúng độc ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh đội chí dương thần quang, giống như lấy một mặt trời nhỏ, cường quang che đậy mặt mũi của hắn, khiến cho hắn như là tiên thần hạ phàm, trung động trái tim của hết thảy tướng sĩ. Đạo tổ Bọn hắn chú ý tới bên hông đạo tổ cuốn một cây tử lăng, một chỗ khác của tử lăng đang trói một nam tử thần bí, xem thảm trạng của nam tử kia, bọn hắn trong nháy mắt hiểu được là vị nam tử này tại hạ độc. Khương Trường Sinh thi triển thần thông khởi tử hồi sinh, cứu trợ mỗi người trong quân doanh đại cảnh, theo đó là độc tràn ngập trong vạt nước, đất trũng cũng bị triệt tiêu hết, sau đó hắn cấp tốc tan biến tại chân trời. Không có khả năng. Không có khả năng. Nam tử lôi thôi trợn to con ngươi, hắn tận mắt thấy tướng sĩ bị độc chết đứng lên, nhận biết của hắn nát bét khí huyết công tâm lập tức hôn mê nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha